mua vé, chọn chỗ online, quét mã QR và nhận tần số radio trước khi vào bãi xe. Đó là thủ tục khi đi xem phim ở Moscow thời Covid-19. Đây là rạp chiếu phim ngoài trời trên xe ô tô đầu tiên của thành phố, bắt đầu mở cửa ngay sau khi chế độ tự cách ly được gỡ bỏ. Có 2 suất chiếu mỗi ngày, vào lúc 10 giờ tối và đúng nửa đêm. Bãi xe này có đủ 100 chỗ để xe ô tô với khoảng cách đảm bảo an toàn, tương ứng với 100 vé được bán cho mỗi một suất chiếu, không tính đến số lượng người trên xe. Những gì cần thiết cho một rạp chiếu phim ngoài trời thời Covid là một màn hình lớn ở trên kia và tất cả những khán giả ngồi yên trên ô tô của mình để thưởng thức những tác phẩm điện ảnh. Một vé xe cho mỗi buổi xem phim là 800 rúp, tương đương 270.000 tiền Việt. Nhu cầu ăn vặt nếu có sẽ được phục vụ tận nơi. Phần lớn khán giả đến đây là thanh niên, thông thường là các cặp đôi. Với họ, sau 2-3 tháng ở nhà chỉ có thể xem phim trực tuyến, thì đây là hình thức giải trí mới gây nhiều hứng thú. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây, hẳn là với những người tổ chức cũng là lần đầu tiên. Vì lúc này chẳng có cách nào đi xem phim ở rạp chiếu thông thường. Tôi nghĩ đây là cách thư giãn tốt với thời gian. Không muốn và cũng không thể ngồi mãi ở nhà. Rạp chiếu phim vẫn đóng cửa nên chúng tôi đến đây. Tôi chưa từng đi xem phim như thế này, cũng có cảm giác lạ lẫm và vui. Những rạp chiếu phim ngoài trời trên xe ô tô từng rất thịnh hành vào những năm 1950-1960 ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Đại dịch Covid-19 với những yêu cầu khắt khe về giãn cách xã hội trong thời gian qua đã làm sống lại trào lưu này. Dịch vụ chiếu phim ngoài trời vẫn đang hút khách tại Nga khi những rạp chiếu phim trong nhà còn chưa được mở cửa trước nỗi lo dịch bệnh. Từ đây thì màn hình tuy có hơi xa một chút nhưng âm thanh thì nghe vẫn rất là tốt qua sóng radio trên xe ô tô. Một cảm giác rất là thú vị và mới mẻ khi mà đi xem phim như thế này. Điều quan trọng nhất là không còn nỗi bất an về Covid-19. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.